lúc về đo vậy đó. Lúc về báo với anh là nói ở dưới đó là có mấy người giữ lại, khoảng mấy người, 6-7 người gì đó. Giữ vậy? 6-7 người giữ luôn. Mà dường như là mấy ngày trước mấy em có nghe nói là cây cầu này á là lúc trước cũng từng xảy ra có 5 người ra đi, rồi cũng có 2 vụ mà người ta cũng tự ra đi luôn, dạ. Phải không? Dạ đúng rồi. Là tổng số khoảng 7 hoặc 8 người. Dạ. Thì bên kia nãy dắt tôi lặn xuống tôi đậu đó là tôi dòm qua là thấy 5-6 tên rồi đó. Rồi rồi, rồi. 5-6 người đó. Đúng rồi đó, đúng rồi. Đúng rồi. Tôi lũi vô đó là 5-6 tên đó. Ghê vậy trời. Ghê vậy trời. Tôi lặn tại tôi tưởng đâu là vị trí bên đó. Tôi mới hỏi người ta đó tôi bọc. Là thấy luôn đó ha. Rồi. Em là sao với anh Khởi? Cháu. Cháu ruột của anh Khởi. Hàng chi từ cái bữa mà anh qua Khởi ra đi đó là thấy anh Hoàng ở đây trực chiến luôn. Từ cái ngày đầu tới hôm nay là 9 ngày rồi. Dạ. Thì nghe nói bữa hổm là cái ngày thứ 6 đó, là đêm tối ngày thứ 6 đó là anh em Hoàng là ngủ là gặp anh Khởi này về kêu là như thế nào? Kêu là cái là ông chú bò ở dưới này đang ở còn nằm dưới còn không, vậy là chú bể còn nằm ở dưới, là còn nằm dưới, còn là có 4-5 người là không giữ, không cho lên, giữ thang ống không cho lên được, vì cho nên đó là em mới ra cúng ngoài để coi là cho ông nổi lên để đem cái thân của ông về để làm lo đám để xong theo ý nguyện của ông luôn. Trời ơi, anh mới cãi chút xíu rồi anh rớm nước mắt luôn rồi. Là cái đêm đó là cái đêm mà bữa 5 ngày á, là có một ông thầy tới đây cúng, nhưng mà bữa đó nghe nói rước linh hồn về, mà sao mà lại tối cái đêm đó ra anh ngủ là bắt đầu là thấy anh Khởi này luôn hả? Dạ. Là thấy để trong cái giấc chim bao anh về sao? Giấc 11, 12 giờ trưa. Ủa thấy giấc trưa hả? Giấc trưa. Là lúc đó anh ngủ cái gì? Ngủ. Mới vừa giật mắt lại đẩy em trực ở đây, trực chiến ở đây nè, rồi chịu hết nổi rồi em mới về cơ quan nằm nghỉ ngơi chút xíu, rồi vừa chập mắt lại là thấy xong, mà chiều tối đó là em ra em cúng luôn. Trời đất ơi, là lúc mà em Hoàng thấy đó là anh Khởi này nè mặc cái bộ đồ gì giống như bộ đồ mà bữa đó ra đi không? Đúng, y chang màu vậy luôn. Là bộ đồ màu nào anh đâu? Áo thun sát nách màu đen, bằng quần jean dài màu xanh. Là vậy kêu nói là có 5-6 người giữ hả? Dạ, 5-6 người ở dưới giữ cái thằng con ở dưới không cho lên. Rồi có kêu nhắn nhủ em Hoàng như thế nào không? Kêu ra là cúng quả cho mấy người đó, xong rồi mình mới trả mấy người ở dưới đó cái thằng về đây. Nghe ghê trời. Là phải cúng cho mấy người đó ăn đó hả? Dạ, cúng xong rồi đó là bữa đó xong rồi tới bữa nay luôn là hết nằm không bao giờ thấy nữa. Bữa đó anh cúng rồi là không thấy nữa. Dạ. Nhưng mà sao về cái phần thân của anh Khởi này vẫn chưa gặp ha? Chưa gặp. Không biết sao. Không biết sao nữa, bây giờ cũng nhờ tùm lum hết trơn rồi, em cũng nhờ tùm lum hết trơn rồi. Thì bữa nay mấy anh em ở đây nè có kêu một ông thầy mà cũng hay cúng mà gặp đó là thầy Thiện Nhân, sáng này cũng cúng rồi. Dạ. Rồi nãy mấy anh em cũng có cầu cứu đến cái đội cứu hộ của anh 11 sẽ đi xuống đây chút xíu nữa tới đây. Dạ. Sẽ anh chuẩn bị cái ghe để cho ảnh cũng có kinh nghiệm ảnh đi tìm dạ. Anh Khởi ha. Dạ. Rồi cho em hỏi thêm là trong gia đình của anh á, trong 9 ngày qua đó ảnh còn báo mộng gì với ai nữa không? Không biết, cái mấy người nhà đâu không biết có thấy hay không, không biết. Chỉ một mình em ở đây là em thấy thôi. Thấy có một bữa đó tới nay luôn. Ghê trời. Ở anh Hoàng thì cái vấn đề mà cúng á, thì chú Khởi đây về báo mộng nói cúng là mà cái thủ tục cúng, cái công đoạn cúng là người ta có đòi hỏi cúng cái gì không anh? Không, người ta không có đòi hỏi gì hết. Đòi hỏi luôn. Rồi cho nên em mới hỏi là cúng cái đó cúng sao, hỏi người cư dân ở ngoài á, hỏi người cúng cái gì, nói cúng bánh con ngựa đi. Với giấy vàng bạc rồi với ba cái nhân mì thì cúng giấy rồi được rồi. Là ngày đó anh mua đồ đó anh cúng em mua gì dưới gì anh? Bánh ngựa với giấy vàng bạc em ra em cúng giấy ở ngoài đó. Là bữa đó sáng anh lên cái cầu này cúng phải không? Không, có thấy chiều, bữa đó là giấy chiều. Chiều á. Là bữa đó em thấy em Thanh Hải là có quay hình em là cúng trên cây cầu và giải bánh dưới cái đầu xuống ha. Dạ dạ, bữa đó. Rồi tới bữa nay là không có gặp không quay đi về nữa. Là căn dặn kỹ luôn. Dạ. Là cúng bánh trái đi để cho người ta ăn rồi mấy người đó mới chịu buông tha. Dạ. Mình không biết mình cúng có không biết là có đúng hay không nữa. Lúc về đo vậy đó. Lúc về báo với anh là nói ở dưới đó là có mấy người giữ lại, khoảng mấy người, 6-7 người gì đó. Giữ vậy? 6-7 người giữ luôn. Mà dường như là mấy ngày trước mấy em có nghe nói là
cây cầu này á là lúc trước cũng từng xảy ra có 5 người ra đi, rồi cũng có 2 vụ mà người ta cũng tự ra đi luôn, dạ, phải không? Dạ đúng rồi. Là tổng số khoảng 7 hoặc 8 người. Dạ. Thì theo như em Hoàng, người dân địa phương ở đây có thể là anh nghĩ là mấy người đó không? Giữ anh Khởi không? Mình không biết cái đó là tại vì mình người ta không cho mình thấy cái mặt. À, chỉ thấy cái bóng vậy thôi chứ mình không thấy cái mặt. Anh Khởi về cho em Hoàng gặp gì đó là ảnh có cho thấy được cái điều mà con người hay là mặt mày của ảnh ra không? Không cho thấy mặt, chỉ thấy cái dáng, cái bóng thôi, thấy cái dáng vậy thôi. Đúng rồi, những người mà đã phất rồi là ít nào mà cho người sống mà để thấy mặt lắm. Chỉ thấy cái dáng dốc có được, dáng dốc cái hình dáng thôi. Rồi em Hoàng là người đại diện cho gia đình mà để ở đây túc trực để chờ ngóng tin tức hoặc là đi tìm kiếm luôn á hả? Dạ, từ bữa đó tới nay, từ lúc mà ông nhảy tới bữa nay luôn. À. Thì em Hoàng cho anh hỏi nè, trên cộng đồng mạng cũng như có những cái thông tin nói là chú Khởi này thì giả cũng không có sự thật đó. Thì theo em nghĩ là những cái lời nói này như thế nào em Hoàng? Em tác nghĩ cho bà con cái, biết những cái lời, những cái bình luận đó là không phải. Cái này là người đó là nhảy thật sự. Ờ, thật sự ha. Thật sự. Lẽ không lẽ người ta, người nhà lẽ mình không nắm thông tin, không chính xác đâu. Thì lúc đó thì sự việc nó xảy ra như thế nào thì có thể em chia sẻ cho bà con người ta rõ ràng hơn để cái bữa ngày 8 tháng 8 em Hoàng, khoảng cách lúc xảy ra là người ta thấy như thế nào? Có một người đang ở dưới xà lan người ta thấy luôn, okay. Thấy nhảy xuống, nhưng mà thấy coi ông này ông nhảy xuống á, coi có nổ lên hay không. Nếu nổ lên thì người ta quay máy ra là ta cứu rất liền, mà không nhảy xuống rồi là đi luôn, mặc luôn tới bữa nay. Rồi người xà lan vậy người ta mới đi báo chính quyền, báo người dân hả? Còn ở trên cầu nữa là có 2 người, 3 người là cũng lại báo cho công an. Bữa đó công an cũng có ra. Vậy là người ta đi ngang người ta thấy rõ ràng luôn. Dạ. Là 3 người đó là trực tiếp thấy luôn hả anh? Trực tiếp thấy rồi mới ra báo cho công an rồi mới lại là cũng công an cũng quen biết với em chuyện, nói là ông cứu mày nãy nhảy cầu rồi mày chạy ra đây liền đi. Vậy đó ha. Rồi là em bỏ, là công việc của em là em bỏ ngang rồi em chạy ra ngoài đây liền, rồi em bắt đầu từ bữa đó tới nay luôn, không có đi làm được gì đâu hết. Em là chủ yếu là bây giờ đó là vớt được cái thân chú của em lên về làm theo ý nguyện của ông. Thì không bỏ được. Thì lúc chú Khởi đi là có gửi ước nguyện dặn dò gì anh không anh? Không hả? Không nói gì hết. Tại vì bữa đó là ông nhậu mấy ngày mấy đêm rồi ông đâu có nhà đâu. Vậy ông đâu có nói gì đâu biết. Trước khi sự việc xảy ra là anh Khởi này là đã nhậu mấy ngày mấy đêm rồi. Rồi có căn dặn gì với người mẹ già của mình hay là với anh em ruột trước khi ra đi không? Không có dặn gì, không có nói gì hết. Rồi đi nhậu rồi ra nhảy luôn chứ. Người nhà còn không hay nữa mà có công an lại báo mới hay. Cái sự việc không biết sao mà cái điểm báo chim bao từ chỗ em Hoàng này mà nghe thấy rùng rợn ta. Về báo là xe có 5-6 người ở dưới giữ ảnh lại ha. Đúng rồi. Không cho lên. Và hôm nay thì có một thầy thiện nhân đến cúng rồi, hy vọng bữa cúng bữa nay có thể là đi tới chiều được cái đội cứu hộ của anh 11 ở đây dung lên sẽ tìm kiếm tiếp, hy vọng bữa nay hoặc ngày mai sẽ tìm kiếm được nha em Hoàng. Dạ. Em cũng giờ em cũng trông mong là thấy được thân võng lên rồi em làm theo ý nguyện của ổng sao. Tại vì ổng cũng có nhắn tin lại cho những người bạn của bạn nhậu của ổng á là sao, nếu ta định về là quả thiên xong kêu ha, thấy hài cốt á phải rải xuống sông. Sông nào? Sông này luôn, sông này luôn. Trời ơi, dặn dò vậy luôn. Dặn dò vậy đó, rồi cho nên bây giờ em cũng phải làm theo ý nguyện của ổng, không giờ bỏ được. Vậy là có lời chăn chối trước rồi. Dạ. Là chăn chối với người bạn hả vậy? Người bạn chứ không có nói người nhà. Ồ, vậy là để lại tin nhắn ở đầu trước rồi ha. Bữa đó ông điện thoại bóp giấy tờ gì của ông là cũng còn để cho tại nhà luôn. Dạ. Không có đem theo gì hết. Rồi trước khi ảnh ra đi vậy đó, rồi ảnh còn căn dặn gì với mấy bạn bè nữa không em Hoàng? Em chỉ nghe vậy thôi. Em chỉ nghe vậy thôi chứ em không có còn nghe gì nữa hết. Nhưng cuối cùng lại em Hoàng cũng như trong gia đình á, mình có hiểu được nguyên nhân tại sao mà anh Khởi thì ra đi như vậy không? Không, em không biết luôn. Bây giờ em cũng không hiểu nguyên nhân nữa ha. Không hiểu nguyên nhân thì sao?
rồi chị cảm ơn lại chia sẻ của em ha. Rồi chút xíu cái có cái ghe chưa em? À, khoảng 3 giờ ba mấy đó là ghe là tới. Trời ơi, nhiều kiểu lắm, ví dụ như lại gặp ví dụ như cái người mất đó, đó mà dân mạng họ lớn hơn mình, lời gần ốc của con cha vậy nổi lên trời ơi. Nhưng mà cũng phải làm bình thường, nhưng mà mình miệng mình giác người ta rồi thôi, mình giác người ta rồi thôi đủ duyên được à, tại mình đâu có sợ. Cho em hỏi vấn đề nè, cái cơ duyên nào mà anh đi vào con đường cũng như là mình đi giúp đời như thế này anh? Nói chung thì tôi cũng mới chơi lạc 2 năm nay thôi, hồi xưa là cũng ngang lắm, nhưng mà gia đình nó cũng có cái biến cố là anh em với ba mẹ mất vô duyên vô cớ 2 năm mấy người buồn, buồn rồi thôi tu là tu tại gia chứ không có đi chùa chiền nha, cũng như tôi đi trên đường, ví dụ như tôi gặp cái gì tôi giúp họ nấy, thì gần đây tôi mới tham gia trong ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo chiến bình tình nguyện cho bà con á. Bây giờ tôi làm cho ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa, quyền Lê Dung á, chiến bệnh cho bà con là cộng đồng. Còn ban đêm thì giá xe cho xe bà con nào mà bắt gặp dọc đường, nói chung là hỗ trợ giao thông ha. Đúng rồi bình đồn. Còn dưới sông thì cũng vậy thôi, ở đâu điện alo thì tới. Rồi cho em hỏi thêm về cái chuyện gia đình mình luôn đi ha. Tại vì khi mà anh vô neo đủ cái ngày này á, là anh làm không đồng à. Thì về cái vấn đề mà tiền sinh hoạt thì ở đâu anh? Nói chung thì hiện giờ nói thì nó cũng hơi kỳ, nhưng có ghém vô đó, còn giờ tháng nó cũng cho 1 triệu và chịu bỏ túi xịn dính. Còn tôi ăn chay, người ta biết mặt nên tôi ăn, người ta cũng không có lấy tiền. Có con lớn rồi cũng có làm ra tiền được ha. Nó ra trường nó đi làm rồi, nó cũng có lương rồi. Chung là cái giao cho để tao cái tâm anh cũng tốt á, anh mới làm được. Thì nói chung là tôi đã phát tâm rồi, tôi nói là tôi hiến chừng nào tôi qua đời thôi chứ không có nghĩ nữa chừng. Nãy em vừa đến đây em thấy lạ là như thế này nè, em mới kêu anh lên hỏi là thường người ta đến người ta cúng thường thấy anh thấy bánh trái cây bông hoa. Còn riêng vậy anh đến đây tôi ra mắt anh đến em tìm anh cúng ba cây nhang cùng với trái dừa. Em cứ nghĩ là trong đầu như anh, em cứ nghĩ trong đầu là anh như anh vừa mới nói là vấn đề là hiện tại anh Khởi đang nhấp nhô như một cái dừa trên sông. Rồi em cứ nghĩ gì là anh cúng cái dừa, không phải em mới hỏi. Vậy là ngày hôm nay như anh sự quyết đoán của anh có đó là... Có khi có chỗ đâu có bánh nhang đâu cũng tung bót chạy nước xuống tung giá nè. Nhiều khi không có nhang nữa. Người ta có gì cũng nấy. Tại vì người ta đâu có đòi hỏi. Quan trọng cái tâm hả anh? Đúng rồi. Ví dụ như giờ tôi nói ví dụ giờ tôi hỏi tôi mượn tiền anh mà anh hiểu tôi được, anh mới cho tôi mượn chứ. Bây giờ tôi ông thấy không được sao ông cho tôi mượn. Anh từ trước giờ anh đi làm vụ việc này có vụ việc nào mà lâu như anh Khởi là 9 ngày không? Không, chưa. Dữ lắm là 4 ngày. Dữ lắm là 4 ngày. Có những ca tôi đi từng ban đêm rồi cũng có gặp bình thường. Ban đêm là tới ngày tới giờ rồi là bà cậu cũng giao cho tôi rồi tôi đem về. Cái ngày mà đầu tiên mình đi tham gia cho cái ngày này mà khi ngày đầu tiên mình làm á là mình gặp cái thằng người vậy đó. Rồi lúc đó cảm giác sợ mà. Không sợ. Không sợ luôn. Quen rồi. Tối gì ngủ sao? Cũng bình thường ha. Cũng bình thường. Trời ơi, nhiều khi nhiều cái ca tai nạn trên đường của nó ông dò cắn tay chân nó sức ra ha, cơ bằng là tôi lụm tôi gom lại đó. Gặp là về khỏi ăn thịt luôn á chứ, nhưng mà tôi bình thường. Vậy tại vì anh này bây giờ anh ăn chay đó. Tôi ăn năm nay cũng được 2 năm rồi. Nếu mà gia đình bữa nay mà anh xuống đây cũng mong là anh có duyên với cái... Thì cái này đúng duyên là cho tôi nằm nhà nó tôi cũng buồn. Cái tôi mới gọi anh em đồng đội nói được chưa, không được tôi xuống tôi hỗ trợ, nhiều khi tôi đủ duyên tôi xuống là sao. Tôi mới chạy xuống tới nè. Chung là tao mình cũng tốt, tao thấy ra cái sự việc này đã chính là... Hầu như là ở đâu tôi em cháu cũng tới chứ không phải riêng biệt gần. Ra là anh gọi điện cho anh em. Nhiều khi chiến bệnh đi tùm lum nha. Ra ngoài miền Đông, ra năm tỉnh đâu anh cũng đi. Nếu như mà một chút nữa mà anh đi anh gặp á thì mình sẽ xúc cái giỏng hơn như thế nào? Chắc múc giỏng. Bữa nay là bắt đầu gã rồi. 9 ngày rồi đó nè. Múc giỏng được không anh? Tôi đi tôi cũng có trang bị đồ đầy đủ hết. Nhiều đèn pha có chứ găng tay đồ đó. Tôi sắm từ từ. Nói chung bà con đừng cần là... tại vì cái này là cũng còn hơi di đoan không dám sắm, nhưng mà giờ suy nghĩ nhiều rồi chắc sắm đủ có chụp đi. Anh tên gì? Thường kêu 11 mà. 11 ha. Rồi thì bây giờ là hôm nay anh 11, nói chung là chắc có lẽ là có được cái duyên cũng đến đây để làm cái công việc thiện nguyện này. Thì anh cũng đang là nói chung cũng mong muốn là có một sự nào đó để
hỗ trợ cho anh để mà anh mua một chiếc cano để đi làm những công việc ví dụ mà ở xa một cái gì chiếc cano bơm bằng hơi á, chiếc cano hơi ha, cano hơi bơm tới chỗ bơm lên, bơm lên cái rồi ha, để di chuyển cho nó dễ dàng hơn nhé anh. Cái chiếc cano đó như là để cho chuyên gia được không anh? Đúng rồi đúng rồi. Cái chiếc đấy tầm khoảng nhiêu tiền anh có thể nói được không? Tôi tính mai tôi đi Sài Gòn tôi dò tôi hỏi nè. Tôi ham là tôi có giờ, thể tôi mượn tiền tôi mua luôn. Là hiện tại là chưa có tiền. Ai ủng hộ thì tôi trả sao? Hiện tại là chưa có tiền. Nhưng mà đi dò tôi mua tôi cũng quay đàng hoàng tôi đăng lên cho bà con biết. Ừ em cháu mua cái đồ giá trị vậy đó. Thì hy vọng hôm nay mấy anh em đăng tải lên cũng có một người có ai có ai có lòng hảo tâm thì nếu mà không tin tưởng tôi thì tôi cho địa chỉ tới nhà tôi chơi, như nơi tôi hoạt động từ thiện đó, thì tìm hiểu tôi nhiều hơn cho nó có sự tin tưởng. Chứ giờ nhiều những người họ lợi dụng cái chỗ từ thiện này để làm trục lợi cá nhân nhiều lắm, thành ra mình không có trách mạnh thường quân ta được. Anh đã nói rồi, bây giờ thẳng anh nói lại một cái địa chỉ của anh luôn cho bà con nhiều khổ hiểu lầm. Địa chỉ của tôi là tôi ở ấp Long Thành, xã Long Hậu, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Đọc số điện thoại của anh luôn đi, để hiểu bài cần gì giúp anh đó. 0907 108 559. Anh đọc chậm, đọc lẹ quá. Ví dụ như mai mốt bà con cô bác nào nói là ở về Việt Nam nha, ví dụ như trên tuyến quốc lộ thì xe hư lũng hết xăng gì đó thì gọi số điện thoại cho em cháu là 0907 108 559, là kích bình dùng xe tải xe hơi gì đó xe lũng hỗ trợ cho hết. Đúng rồi, địa phận Đồng Tháp anh nha. Khu vực hiện giờ là tôi một tháng tôi đi 2 tour là từ điểm tại nhà đi lên cầu Dòng Cống Bọc Giang đến cầu Cao Lãnh về Sa Đéc xuống tới giáp ranh với Vĩnh Long đảo lại. Nói chung là anh đó thì em cũng có duyên gặp anh lại là lần thứ hai thứ ba. Anh em cũng biết rồi. Đó là mấy lần gặp anh thì anh tôi sẽ chuẩn bị làm cái hút đinh nữa nè. Sẵn đi ban đêm mà mình gà hút luôn. Rồi cái sự việc xảy ra ở Lai Dung thì anh cũng có hỗ trợ là cái áo quan không đồng luôn. Đó là mình cũng báo cho bà con biết là em cháu đây cũng cho hòm từ thiện không đồng nha. Ví dụ như bà con nào có cần thì cứ gọi cái số điện thoại em cháu là 0907 108 559, là em cháu cho hoàn toàn miễn phí, không có nhận tiền gì trong cái sự việc áo quan không đồng đó hết. Còn ví dụ như cô bác nào thấy em cháu làm được thì tìm hiểu đến địa chỉ đi, rồi có hỗ trợ gì được thì hỗ trợ thì xin ghi nhận. Ví dụ như là cô chú nào mà muốn chung tay giúp sức đúng rồi, thì có thể là không sợ không tin tưởng có thể tìm đến địa chỉ tới địa chỉ địa phương tôi hỏi tôi là điều người ta biết hết. Rồi bây giờ là tới mấy giờ chị em mới lại ghe? Hiện giờ nãy giờ mấy anh em đi tìm chờ ghe gì nè. Chắc cũng gần tới rồi, nãy nghe nói 3 mấy thì bây giờ cũng gần 3 giờ. Còn là anh có duyên đi để anh thoại 9 ngày 9 đêm rồi đó. Anh này lâu rồi, anh này nổi lên rồi sẽ chìm lại rồi. Tại vì con người mình á, khi mà mình gớp xuống rồi đó thì tích tắc đó, tầm 1 tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ sau cái đầu nổi lên lại, bắt đầu sẽ chìm lại. Rồi đầu giáp cử là đầu lên từ từ. Rồi đúng 3 ngày là nổi cao luôn đó. Nổi cao mà không thấy thì nó chìm lại nữa. Vậy là khả năng hôm nay mình được khả năng quyết đoán có là 50% thôi ha. 50% thôi. Tại 9 ngày đấy anh ha. Mà anh này thì tôi nói là tôi nói chính xác luôn. Nhiều khi có chỗ tôi lại tôi thấy vấn đề tâm linh nữa nha. Đây tôi thấy được người phước mặt nữa. Chứ không anh là không thấy, nhưng mà tôi lại đây tôi thấy nó cũng hơi nhiều quá. Ghê vậy. Biết luôn hả? Biết luôn hả? Nổi ốc. Tự nhiên nói nổi ốc. Bên kia nãy dắt tôi lạng xuống tôi đậu đó là tôi dòm qua là thấy 5-6 tên rồi đó. Rồi. 5-6 người đó. Đúng rồi đó. Đúng trang luôn. Tôi lũi lên đó là 5-6 tên đó. Ghê vậy. Ghê vậy. Tôi lạng, tại tôi tưởng đâu là vị trí bên đó. Tôi mới hỏi người ta đó tôi bọc. Là thấy luôn đó ha. Rồi. Mới xuống đó dạ. Thấy 5-6 tên. Tôi không phải là dân sợ ma nhưng mà nhiều khi người ta hạp. Hạp với mình ha. Đúng rồi. Sao mà người ta hấp vô. Đây là anh 11, cũng là bên đội tìm kiếm cứu hộ. Cũng có đứa gái là hỗ trợ bên giao thông luôn cả nhà. Chuyện bình thường. Ngày hôm nay anh đến đây anh đi tìm kiếm anh Khởi đó, mà ba vừa nghe anh chia sẻ cùng mình. Hai ông cháu nói chuyện. Mời để đồ đâu là tìm có luôn. Xem. Nhiều cái mình không tin nhưng mà đăng tải về sự việc của anh Khởi như thế nào nhé. Mình xin phép quay cả nhà. Đúng rồi, thì người dân ở đây thật là không kể là ở đây cũng nhiều lắm. Xảy ra sự việc này á. Nghe anh Trải có 2 người nhỏ. Nghe anh Trải nói anh vừa có một ông già. Đúng rồi đó. Ông già. Ông già nó đẹp người lắm. Ông già nó tóc lắm. Hôm bữa có bà cô mà có những cái gan gì đó.
Nó ốc thì bộ. Trời, nhiều khi tôi đi lại tôi không sợ mà. Như cái xác ở cái sắn hổm anh em gọi nè, tôi đi qua nè. Tôi mới tới là ốc tôi nó khựng lên đó. À, mà tôi cúng về cái hết rồi làm được. Chứ không nó nổi ốc hoài à. Thấy anh về không? Anh mới vừa xuống cầu là anh thấy là thấy bờ bên kia. Thấy. Có thì trước mặt chúng chị là anh 11 nha, chuyên bên làm bên thiện nguyện. Thì anh chia sẻ là anh mới anh đi bên hướng bển qua là anh xuống cái bờ kẹp đây nè, là anh thấy được 5-6 người đúng không chị, thấy không, nghe mà ổng trọn ốc luôn á. Thêm một chút nữa thì ảnh sẽ cùng với ghe nha, đi tìm anh Khải 49 tuổi nè. Thì một chút nữa thì em sẽ cập nhật tình hình cho cô chú anh chị mình xem tiếp nha. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.